CB 650R ngon lắm. Ngon lắm. Thôi hiền, nhưng mà độ lên rất là ngon. Độ lên tiếp lắm. Ôi, hai chiếc giá chính như nhau luôn. Dạ. Thôi lại em rửa cái dàn áo cho anh rồi. Anh cảm ơn nhiều. Hôm sau anh có thời gian nhiều hơn anh sẽ làm hai lần. Hơi lâu quá. Dạ anh cưng. Rồi. Đi phải Văn Đồng về nha. Phải Văn Đồng về. Vlog đầu tiên của năm 2021 nè. Mình đang quay vlog chung với lại một bạn chạy với chính nữa. Rồi bây giờ mình về thôi. Cả buổi sáng ngồi trong xe. Mình mới vừa gắn ND filter nè, anh em thấy nó khác biệt nhiều hơn so với là những ngày bình thường không? Nó sẽ có thêm những cái motion blur ở hai bên của camera. Nhìn nó sẽ cảm giác nó nhanh hơn, nhìn nó đẹp hơn nhiều. Đã ha. Motion blur.
mình về tới Phạm Văn Hai là mình quẹo về á nha. Ok. Má đi hai xe giống nhau hay. Hết cha vậy.